chụp thấy không, mang soi không? Rồi cho trà đá thêm đi, anh em đợi cho trà đá thêm đó. Cắt cái xô với một ca nước thêm. Mấy bạn bà này cho thêm nước đi. Đấy, tháng này cũng tháng nắng rồi, anh em mình đổ chung thế là nước ra cho nó cá chút thiếu đi. Quý âm mà mình nhìn chung mà thấy thiếu rượu rồi, muốn hết rượu thì đổ chung thêm rượu. Cho dễ đồ nóng ha, bạn với bà của tôi đứng nè anh em ơi. Thế này. Chứ coi, chứ để nó đi, chứ để nó đi. Kéo ra ngoài trước cho đứa cắt đi. Vụ này để nghe chúng tôi đo cho. Bổ sung rượu cho anh đây mấy bạn, mấy anh đi mấy chú ơi. Có rượu mình lấy ra đây nè, bượn cái đây nè, bượn cái chai này trước đi. Bượn cái chai này nè, bượn cái chai này đi. Em gì vậy? Rồi đứng sau đi, đi. Để chú nói đi, đổ nước đi, đổ nước giải anh rồi, đổ nước giải. Đúng chưa, cái gì em đảng cái trên nắp này là cho nó sâu đó. Rồi tập trung lại rút các bạn, mấy bà chỗ cô Huệ đứng đó, rút vô đi một cho bánh nước ra. Cho cái thao hả, cái gì đó mình bưng vô cho nó ba nhanh chút. Đây nè, mình thu hồi cái đồ vô đó thì mình lấy cái thao cái gì đó để mình bưng vô cho nó nhanh chút. À, kiểm tra lại các bạn này, đổ tôi đứng nè em ơi, đây đầy đủ đồ dùng chưa? À, cho hai cái ly bạn nghe, hai ly bốn ly đó. Cho ghế đi nha ơi. Bây giờ tiếp chạy bạn, các bạn mình kiểm tra là cái ghế đủ chưa, chưa đủ bổ sung chưa thêm. Rồi đủ 10 người đó, cho đồ ra đãi luôn đi, cho nước trà đá đây nè bay, cho trà đá bạn chỗ tôi đứng nè, bạn quý ông nè, yêu cầu bên ban nước bộ thêm tăng cường thêm và nhân viên chạy đá đi. Rồi lỗ mặt chú tạm tính luôn nè. Thì cũng xin lưu ý ban tiếp đãi mình đó, thì bây giờ cũng cao điểm rồi, thì người nào thì việc ấy, ai nước thì nước, ai đồ nóng thì đồ nóng. Mong rằng anh em việc làm như là của Dương hôm nay đi. Đây là nước đây, có trà đá đây nè anh em ơi. Rồi cho lỗ bên đây nè, đây cho lỗ bên đây cô Huệ nè.
mình cho cái dĩa đồ nóng nó xuống. Nếu nóng quá thì mình ghế cái nước nó giải á. Rồi mình để cái dĩa nóng xuống để cháy dĩa người ta. Thấy bạn. Có ai gì thôi, có ai gì thôi. Cũng xin lưu ý anh em mình chạy bàn đó, mình cũng chia điều điều qua đi. Giờ này tôi nhìn chung thì cũng thấy đã 9-10 bàn rồi đó. Thì anh em mình chia điều qua để thiếu cái gì mình đáp ứng yêu cầu của vị khách đó. Và cũng thông báo với cái mà gia đình đó cũng có cái bằng tương đó. Nếu ai dùng tương đó thì xin mời vô chỗ cái cửa nhà của Phương đó để mình dùng tương với gia đình. Mình kiểm tra là cái băng tương nó coi đầy đủ chưa, đặt bài cách vô. Mời ai dùng tương, mời vô dùng tương với gia đình luôn. À, chào chú. Vậy anh em ơi cho mà rút thu hồi cái bàn ở bên nhà chú Mười đây đi. Chú Tài nè, bàn kia nè. Rồi ngồi dọn tiếp tục cái bàn mới vậy. Không quá rồi. Mình đi ngay chiều đi, giờ này đường xá xa thôi. Nếu mình đi vô một kiếp thì ra một kiếp luôn đi. Rồi chén sủa rồi làm bàn luôn. Uống đi để ta đổi nha. Ừ. Ừ.
ly. Đúng rồi, ly thôi. Được rồi. Cho anh ly, hai ly. Không, tại anh uống nguyên ly một ly chứ. Tôi anh chung một ly thôi mà tại anh uống một ly thì tôi với Dượng hai đó. Tôi riêng để anh em là tôi là em anh mà tôi của Dượng hai đó. Yêu cầu ban nước khách như vậy bây giờ này cũng là thấy khách cũng rất cộng rồi đó. Thì yêu cầu ban nước khách hai ba người đi để mình đưa vô rồi mình hẹn rồi mình hướng dẫn cho khách lại ngồi một chút gia đình của tôi. Rồi ba tiếp đãi mình kiếm ra dọn ra thêm hai cái bàn nữa, vui đứng này đi, rồi bước trắng rồi đồ đầy đủ vô, chứ có khách là mình đãi ra tiền đãi ra lại đó, đãi bên đây đãi lại phía trước đi. Đang ngồi cho ghế cô hồi ghế trong nhà cao ba hồi trước đi. Các bạn con trai là mời các vị nào bị bị thương á, bị nào vô được chứ. Cái chén thứ hai là bạn này thêm đi mấy cô ơi. Thành tài lại đây chú Phương ơi, rước thành tài vô đây bữa đi, bữa nay mình rước tài rước lộc về nhà mình đi. Chúc
Đẩy bơi kìa, đẩy bơi kìa. Còn đây hôm qua diễn thế nè, nếu thì cái bài diễn ở đây nè, bạn này quốc khách xin lỗi đó. Lại đây một chuyện khách đi mấy bà đó, một thủy ơi, bài bài cô qua đây dùng chuyện luôn. Rồi xin mời quý bà, rồi bữa dùng chuyện. À, xin lưu ý anh em phía tải mình đó, bà nào mà khách có dùng làm dầu đó mình kéo kéo mình đó thì mình đem ra câu chắc điện ra cái phòng giáo câu đó sao là mình nấu á, không là anh em mình chuyện tình với đình quốc luôn đi. Em ra câu ra đi bạn, mấy bà bên ở sau gà nhà gặp đó. Cũng xin lưu ý nè, mình tiếp đãi vậy nè, bởi vì không có sắp xếp mà các vị đãi bạn đó rồi đúng chi phí thì thử ra anh em mình cũng chia chia nhau điều nhau để mình tiếp đãi, nếu có thiếu cái gì cái gì thôi ra để cho anh em mình dạy cho nó đáp ứng yêu cầu để phục vụ gì khách cho được chu đáo. Cho câu câu ra mấy bạn nhé, gà thì cũng gần xong rồi đó, mình đem một câu câu ra. Đây là bạn này gì ơi. Cảm ơn câu trà đọc mày đi em ơi. Bạn câu câu bánh câu câu đó ở sao đó. Giờ này khách trang gần xong rồi đó, mình đem ra để anh bạn nó đi. Thấy một cái gì đó. Thấy một cái gì đó. Thấy một cái gì đó. Thấy một cái gì đó.
Cho cái cù lao bằng chỗ tôi đứng nè anh em ơi. À, báo cáo anh em mình đó coi nhìn chung là thấy quý bà mà ngồi dùng hai phần thì mình vẫn sẽ tiếp tục đi. Đấy, cái này mình bán đắt lắm anh em, mình cũng nhiệt tình kia đình đi. Chạy cho nó nhanh nhanh chút. Rồi bật lửa lên liền. Cũng xin thay lời gia đình bố vương xin kính lãnh kính lời quý ông quý bà nào dùng cơm thì bước vào bàn ở trước cửa nhà thương sẽ dùng bữa tiệc tương cho thân mật cùng gia đình. Với bà ta thường nói thầy thường nói tương chiếu búi cáo cao đặc bạc kèo liêu người lương hiền biết tiệc đi đà. Cũng xin kính lời quý ông quý bà mình bước vào trước cửa nhà của phương thương để dùng của tiệc tương với gia đình của phương. Chén đũa thêm đi để còn cái gì cho thêm một chén nước tương nữa đi. Bên đây mình cho một chén hai chén nước tương bạn ở đây nữa đi bạn dùng tương nè. Tôi cũng xin thay lời của gia đình Phương xin trân trọng kính mời quý ông bà cô bác chào dùng Phương thì bước vào đưa ra cái cửa nhà của Phương để dùng bữa tiệc thân mật cùng gia đình của Phương. Xin trân trọng kính mời. Rồi quý bà. Rồi yêu cầu ban tiếp đãi cho bút đầu vô đi, mình dọn tiếp tục ra nữa. Xin ban tiếp đãi đó mình cần cái thao ra đi để mình rút đồ vô các bạn chỗ cô Huệ đứng nè, đội tôi đứng nè. Cũng thông báo với bạn nước khách tiếp đãi đó thì bên chỗ cái cửa nhà chú mời này còn hai bàn ba bàn chưa đãi nè, nếu có khách thì mời khách qua dùng tiệc luôn. Cao cao luôn đi anh em ơi, xin nhắc trả lại bàn bánh nước á cho cao cao vô đi, khách tan gần rồi mình cho mà dĩa cao cao ra để sử dụng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Dĩa hoa cao bàn này nè em ơi, bàn quý ông nè mình để trước đi sẵn đi. Thì tôi cũng nhắc nhở lên em mình đó, cái bàn mà khách dùng gần rồi đó, mình để dĩa hoa cao. Thì ban quý bà coi kiểm tra là cái mặt hoa cao đây, để từ cái mình đi hoa cao là một cái đũa vô. Cho cái đầu này vô đi, tiếp nó vô đi, tắm vô đi. Ban dạ coi có đầy đủ cho chuẩn bị như thế để mình phục vụ gì khác đó nha. Dạ này cũng mà quý vị khác cũng rất đông rồi đó, mình phục vụ cho quý vị khác cho có bà lâu trọng. Và kính thưa quý ông và kính thưa bà, kính thưa quý vị quá khách, thì như quý vị đã biết thì hôm nay mình của tôi và quý có tổ chức bảy mươi quy cho con gọi là đầu tiên, nhưng không thể nào phải bị sơ sót là xin quý ông và quý vị cũng thông cảm cho. Và tôi cũng xin ra lời gia đình của tôi và Thúy, và cũng xin thân mật thành mật các con ông bà cô bác tụi vị yêu khách gần xa đã không lại đường xá xa xôi sống chung vui cùng gia đình của Phương. Thì tôi xin ra lời Phương cho xin ra thành mật các con và các bạn. Tiếp tục anh em ơi, ra bài cái tải mình chia đều qua đi, bên sau đây rút cái bàn này vô nè, mình cho đồ ra đi, cho đồ tập bàn ra tiếp tục, mình đi hai chiều đi. Nếu mình bên mà đồ vô thì cho chén tủa, đứng chấm đồ tập bàn ra tiếp tục. Đây đây cái bàn này, đây cái bàn cái bàn nè. Thì để tiếp tục chương trình văn nghệ thì cũng xin nhắc nhở với ban tiếp đãi, ban hướng dẫn các bạn mình đó. Thì giờ này cũng khách cũng rất đông, mong rằng anh em mình nhiệt tình với gia đình của Phương để mình tiếp đãi với được chu đáo hơn. Và xin thay lời gia đình các bạn. Và bên cái phần hướng dẫn đó thì thấy khách cũng còn rất đông đó. Và mong rằng mình bộ thêm một hai người với khách đó đi. Mình khách vô để trước thì mình bắt trước, sau đó để dùng tài liệu.
xin qua chào đón toàn thể quý vị quan khách đã đến dự buổi tiệc lễ movie của cô dâu Ngọc Tuyền, sinh viên cùng chú rể Minh Tông. Người đầu tiên xin phép Xuân Phong truyền gửi lời cảm ơn, lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, tình yêu luôn là một đề tài rất đẹp và lãng mạn. Nhưng bên cạnh sự lãng mạn ấy, tình yêu còn là một kho tàng bí mật mà không ai có thể hiểu hết về nó. Nhưng một điều chúng ta hẳn cũng không thể biết, đó là khát vọng của tình yêu. Mà khát vọng của tình yêu của con người thì không bao giờ thay đổi. Thì hôm nay chúng tôi nói đến khát vọng tình yêu của bạn Ngọc Tuyền và chú rể Minh Tâm. Sau một thời gian tìm hiểu, quen nhau và yêu nhau, được sự đồng ý và ý chí của gia đình, hôm nay là ngày làm tháng tốt để tiến hành lễ movie hôm nay. Vâng, và để liên tục về mà mở đầu chương trình văn nghệ hát cho tình yêu hôm nay, chương trình ca nhạc của em chưa được phép bắt đầu ạ. Qua đây mong mở đầu chương trình của ngày hết cái tình yêu hôm nay, các con xin gửi đến một nhạc phẩm của nhạc sĩ Giao Thiên được mang tên Mốt Ngựa Trên Đời Cỏ Non. Con chào các bạn tụi em ơi. Bye.